Rồi, chào mừng em trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh. Hôm nay là ngày 29 tháng 3, mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cái tình hình giá ớt hiện tại ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình. Cái đây là cái vườn ớt chín của mình này. Thì sáng nay thương lái đã thông báo giá cho mình là giá ớt từ loại 1 như thế này, thì ngày hôm nay 29 tháng 3 giá là 19.000 1 kg nha các bạn. Cái này mình đang cho người thu hoạch để bán ngày hôm nay. Đây là cái vườn ớt từ của mình nhé. Đấy, mình xin thông báo lại giá ngày 29 tháng 3 vườn ớt tư loại 1 giá là được 19.000. Giá ớt loại 2, loại 3 thì bữa nay vẫn là được 13 đến 14.000 một cái tùy loại ớt. Đây là cái vườn ớt nhà mình. Đấy, vườn ớt ngày hôm nay chín cực kỳ nhiều luôn các bạn ạ. Cái này sáng giờ là mình đang thuê 4 người hái, đang hái trực tiếp từ sáng giờ luôn. Đấy. Các bạn có thể thấy không? Tay trái chín rất là nhiều luôn. Ớt loại tư loại 1 thì trái chín rất là đều và to. Đấy, nên là giá cả thì nó cũng được giá hơn. Giá ớt mấy ngày hôm nay thì đang có xu hướng tăng lên. Đấy, thì hiện tại cái giá ớt ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình thì giá ớt loại 1, loại tư như thế này thì ngày hôm trước ngày 27 là giá được 18.000, đến ngày hôm nay 29 tháng 3 thì giá lên được 19.000 một ký nha các bạn. Trong quá trình coi video thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để được nhận được những cái video mới nhất của mình. Đấy. Ngoài ra thì anh em nào có giá cả ớt ở những cái nơi khác thì cũng có thể cập nhật trực tiếp cái tình hình giá cả ở phía dưới video để cho mọi người coi video cùng nắm được giá cả để mình định được cái giá để mình bán cho nó hợp lý. Đấy, mình xin thông báo lại giá ớt loại 1 ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình ngày hôm nay 29 tháng 3 là giá được 19.000 1 kg nha các bạn. Giá loại 2, loại 3 thì 13 đến 14 tùy từng loại ớt. Video của mình thì ngoài video cập nhật tình hình giá ớt thì mình có những video hướng dẫn rất là cụ thể về cái cách chăm sóc trồng cây ớt từ A đến Z, thì mọi người cứ bấm vô YouTube search Miệt Vườn Trà Vinh thì sẽ có những cái video rất là cụ thể. Trong quá trình coi thì anh em nào mà có thắc mắc hay là có những cái ý kiến hay thì cũng cứ chia sẻ trực tiếp ở phía dưới nhé, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp giải đáp. Đấy, các bạn để ý cái vườn của mình hôm nay nó chín cực kỳ nhiều luôn, chín đỏ vườn luôn các bạn. Đó, ớt tơ thì trái rất là to và đều nhá, nên là hy vọng sắp tới thì giá cả nó ổn định hơn để cho mình thu hoạch tốt hơn. Đấy, cái vườn ớt của mình đó, chín cực kỳ nhiều luôn. Đấy, cái quy trình trồng ớt như thế nào thì các bạn cứ bấm trong kênh Miệt Vườn Trà Vinh nhé, thì sẽ có những video hướng dẫn rất là cụ thể. Mọi người chỉ cần bấm nút đăng ký ở phía dưới cái video và bấm cái chuông thì mỗi lần mình ra những cái video mới nhất thì mọi người sẽ được cập nhật đầu tiên để mình nắm được cái tình hình giá ớt. Đấy, mình xin thông báo lại cái giá ớt hiện tại dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ngày 29 tháng 3 là giá ớt tơ loại 1 là giá được 19.000 nha các bạn. Giá ớt loại 2, loại 3 thì được 13 14.000 tùy từng loại ớt. Tại ớt chín cực kỳ nhiều luôn. Bữa trước thì mình thu hoạch được khoảng 300, 250, ngày hôm nay trọng tầm 250 ký các bạn ạ. Đấy, trong quá trình coi thì anh em cứ coi trực tiếp, có vấn đề thắc mắc thì cứ comment ở phía dưới nha. Anh em nào có giá cả ớt ở những nơi khác thì cũng cứ cập nhật trực tiếp ở phía dưới để cho mọi người coi video để cùng tham khảo và nắm bắt tình hình giá cả nha. Đấy, video này mình làm là mình sẽ cập nhật trực tiếp khi nào mình nhận được giá ớt ở dưới chủ vựa, nên mọi người cứ bấm đăng ký để khi nào có giá thì mình sẽ cập nhật cái video mới lên cho mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha.